Ê, vô chọn rồi cả nhà ơi, đây cả nhà thấy không, đây mình lên chọn. Bây giờ là mình lên mua mấy cái chậu này nè, xong về mình vô mấy cây kiểng này cả nhà thấy không. Đây cả nhà, đây là cây nè, đó, cây kiểng nha. Đây, những cây là mình chuẩn bị lên chậu nè. Mình dòm là cái chậu nhiều khi nó không mẻ rồi thôi chứ cái đít đồ á biết được không. Đây mới có mấy cái rộng mấy cái khoảng đó. Thì thấy có mấy con sùng. Rồi ừ. Đó coi bự lắm nghe, cả 20 con có đó, trong cái góc vừa moi ra nha. Ý vậy đó vài cái luôn. Ừ. Hai cái mé này bỏ không được. Nó hồi lên rồi nó khác với hồi chưa lên ha. Rồi chuẩn bị đấy đi, chuẩn rửa tay đấy. Hên. Tại ơi, con kêu nó đi chứ. Cũng hên à nha. Con cũng nhớ chứ tính làm cho rồi chứ đâu. Dọn ghế và mặt bàn chưa có nữa.